giá 3 triệu 9. Đó là đôi loa. Cái gì này? Đọc méo hết cả mồm các bạn. Lowbox LK2200. Ôi giời ơi. Made in Germany, loa Đức ạ. Tôi này loa Đức luôn nhá. Germany hết, tất cả mấy cái gì, loa Đức luôn ạ. Con này rất thích hợp cho những căn hộ chung cư hoặc những căn phòng vừa phải. Các bác nào đam mê âm thanh mà phòng ngủ hoặc phòng ngoài mình nó nhỏ gọn thì đặt con này là quá tuyệt vời. Loa Đức đấy ạ. 3 triệu 9 con này. 3 triệu 9 ạ. 3 triệu 9 luôn nhá, 3 triệu 9. Kích thước chiều ngang nó tầm 25. Đấy. Chiều cao con này xem nào. 1 2, chiều cao nó tầm 46 48. Đấy, Loa Đức. 3 triệu 9. Sang tiếp theo bên đây, đó là đôi loa đến từ nước Nga, con này 3 way. Ba loa, loa giải. Con loa này đến từ nước Nga. Giá mức giá là 2 triệu 9 đôi loa này. Đấy. À, đôi này là đôi Ditton HF cái gì đó, nó bị mờ theo năm tháng. Con này để cho bác 2 triệu 9 nó quá bèo. Bác về mà dọn tiếp thì bác dọn nhé. Đây. Nó còn logo cho các bác nhìn này. Tên nó hơi khó đọc, 25AC103 cái gì này, 109 gì này này. Loa Nga. Thì biết loa Nga thôi. 2 triệu 9 đôi này. Con này kích thước chiều sâu của thùng tầm 23, 25. Chiều ngang 30, tầm vào gần 30. Chiều cao nó tầm hơn 40, 46 gì đấy. Đấy, đấy đôi loa này. Đó, chiều cao nó tầm gần 50. Đôi này có mức giá 2 triệu 9, đôi loa Nga này. Sang tiếp tục đó là đôi loa Belvox. Con này Belvox hàng này thì báo cáo các bác là những dòng này thì nó sản xuất chỉ có số lượng, không có nhiều. Hàng Belvox này càng cao cấp nhé. À, con Belvox này là con Belvox 4703. Belvox 4703 tất cả xung quanh viền được bọc nẹp nhôm hết. Belvox 4703 có mức giá là 8 triệu 900 nghìn. 8 triệu 900 nghìn con này. Vỏ cực kỳ đẹp luôn ạ. 4703 nhé. Belvox 4703. Các nhìn chưa? Đấy. Đây, Belvox này 4703. Kỳ đẹp luôn. Con này có mức giá 8 triệu 9. Em đi ra đằng sau cho các bác nhìn nhé. Các bác nhìn luôn cho có đẹp này. Đây. Còn cực kỳ đẹp ạ. Made in Denmark, hàng made in Đan Mạch luôn. Nhìn chưa? 4703 luôn ạ. Chưa? 4703 6264. 6264 trùng số series luôn nhé. Con này trùng cả series luôn ạ. Báo cáo các bác là đối với dòng loa này không có nhiều thị trường đối với dòng này. Sang tiếp tục đến với con đẳng cấp này. Con này con loa bầu này. Các căn phòng sang trọng chung cư chỉ cần duy nhất một con này thôi. Đây là đôi loa bầu. À, đôi loa bầu con này là 636 à? Đúng rồi, con này là 363 chứ. Đây là đôi loa bầu 363. 363. Nếu mà về để thiết kế độ đẹp thì nó khá đẳng cấp, gần như nó đẹp, gần như nhất nhìn trong số dòng loa bầu. Bác nhìn này, cái nước của nó bác nhìn chưa, cực kỳ đẹp chưa. Đặc biệt là cái chân của nó đây, các chân này, các chân hai cầu loa nhé, cầu trên và chung với tép, còn cầu dưới này là loa súp. Còn loa súp con này nó thiết kế ở trong hậu trong này, một thùng súp luôn, loa súp nằm hết trong này luôn. Cái đây là con bầu model 636. Báo cáo các bác là phải nói luôn là đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc đi. Nó đẹp xuất sắc cho bác đi nhé. Dòng này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke phải nói luôn là đẳng cấp, đỉnh cao. Đỉnh cao luôn. Nó đẳng cấp luôn, đỉnh cao luôn. Bầu 636. Thấy chưa? Đấy là phía sau, ra phía trước này. Phía trước đây. À, phía trước được thiết kế một con loa lời và một con loa tép đom. Còn đâu là loa súp được thiết kế hết ở trong thùng. Phần trên có nghĩa là có lỗ thông hơi của con loa chung và phần dưới có hai lỗ thông hơi của loa súp. Các nhìn chưa? Ở đây căng em để đây, với bên này em tháo cái căng. Nó luôn là đẹp xuất sắc luôn nhá, đẹp xuất sắc luôn. Không biết nói cái gì nữa. Mức giá 18 triệu 900 nghìn. Mức giá đã báo rồi, 18 triệu 900 nghìn các bác nhé. Hàng này thì khỏi phải hỏi em đẹp hay không, em đẹp nhé. Em quá chất rồi.
18.900. Và sang đến bên đây, đó là đôi loa đến từ Anh Quốc, Watt Father. Đôi loa đến từ Anh Quốc 1 bát 30. Con này phải bát 32. Trung giấy, tép đòm. Con này bán rất nhiều trên kênh rồi. Con này cũng mức giá 8.900. Con này mức giá 8.900, bát 30. Con này là Watt Father. Em cho các bác xem model đằng sau đây. VK60D các bác nhé, chứ không phải 60 trơn đâu ạ. Watt Father VK60D đấy ạ nha. 60D luôn các bác chú ý nhá, 60D tất nha. Đều có tinh chỉnh, hai tinh chỉnh cho giải chung và giải tép luôn. Watt Father VK60D. Con này bát nó phải tầm 30 đến 32. Hàng rất là khủng. Kích thước chiều ngang của thùng nó tầm khoảng độ 1 này, gần 40, tầm 38. Chiều sâu của thùng nó tầm 36 đến 38. Chiều cao này 1 2 3, chiều cao nó tầm 60 đến 62. Vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu đến các quý vị một số mã loa bãi, hàng bãi vừa về. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Giá đã báo trên giấy rồi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ và đặt hàng, chứ còn xác định mặc cả thì thông cả. Em sẽ không nhận những lời mặc cả, nó mất thời gian lắm. Mời các bác đi chỗ khác ngay. Kênh của em bán hàng báo giá rõ ràng rồi. Nhiều bác lên, bác nhắn tin thì bác cứ kỳ kèo. Xong bác còn mặc cả, bác nhắn tin, bác bảo nhắn tin thì không thèm trả lời. Báo cáo các bác, em nghe máy suốt ngày em chả trả lời hết được, nhắn tin. Các bác cứ gọi cho em một cuộc điện thoại, còn không gọi được thì bác nhắn tin là tôi gọi không nghe, không thấy nghe, em phải gọi lại cho nhanh. Chứ còn cứ ngồi nhắn tin trả lời tin nhắn thì không có thời gian trả lời đâu ạ. Bác đợi em trả lời tin nhắn thì chắc em bán hết cho người khác lâu rồi.